X51 Story mến chào quý thính giả. Vị vua đặt quốc hiệu Đại Việt cho nước ta là Lý Thánh Tông, vua thứ ba của triều đại nhà Lý. Ông trị vì từ năm 1054 đến năm 1072. Ông tên thật là Lý Nhật Tôn, là con thứ ba của Lý Thái Tông, mẹ là Linh Cảm Hoàng hậu Mai Thị. Ông sinh ngày 25 tháng 2 năm Quý Hợi, niên hiệu Thuận Thiên thứ 14, tức 30 tháng 3 năm 1023, tại Cung Long Đức, triều Lý Thái Tổ. Năm 1028, ông được vua cha Lý Thái Tông lập làm Hoàng Thái Tử. Thái tử Nhật Tôn sớm tinh thông kinh truyện, rành âm luật, lại giỏi võ nghệ. Ông tỏ ra là người thông minh xuất chúng. Tháng 8 năm Quý Dậu, tức năm 1033, ông được vua cha phong tước hiệu Khai Hoàng Vương, cho ở Cung Long Đức để học tập. Cũng giống như vua cha, ông sớm được tiếp xúc với dân chúng nên hiểu được nỗi khổ của dân và thông thạo nhiều việc. Năm 15 tuổi, tức năm 1037, ông được Thái Tông phong làm Đại Nguyên Soái, cùng cha đi dẹp bạo loạn ở Lâm Tây, Lai Châu, và lập được công. Năm 1039, Lý Thái Tông đi đánh Nùng Tuần Phúc, Thái tử Nhật Tôn mới 17 tuổi được cử làm giám quốc, coi sóc kinh thành và việc triều chính. Tháng 4, ngày mồng 1 năm Canh Thìn, tức năm 1040, ông lại được vua cha giao cho việc xử các vụ kiện tụng trong nước, đặt điện Quảng Vũ cho ông phụ trách. Tháng 10, ngày mồng 1 năm Nhâm Ngọ, tức năm 1042, ông được vua cha phong làm đô thống Đại Nguyên Soái đi đánh Châu Văn, nay thuộc Lạng Sơn. Năm sau, tháng 3, ngày mồng 1 năm Quý Mùi, tức năm 1043, ông lại được cử làm đô thống Đại Nguyên Soái đi đánh Châu Ái, nay thuộc Thanh Hóa. Ngày Quý Mão, tháng Giêng, năm 1044, Lý Thái Tông đi đánh Chiêm Thành, ông được giao làm lưu thủ kinh sư. Tháng 7 năm Giáp Ngọ, tức năm 1054, thấy mình già yếu, Thái Tông cho phép Thái tử Nhật Tôn ra coi chầu nghe chính sự. Hai tháng sau, vua cha Băng Hà, ông lên nối ngôi, tức là vua Lý Thánh Tông, lấy niên hiệu đầu là Long Thụy Thái Bình. Hoàng đế nhân từ ngay sau khi lên ngôi, vua Thánh Tông đổi quốc hiệu là Đại Việt. Lý Thánh Tông là một vị vua có lòng thương dân. Nhân một năm trời rét đậm, Thánh Tông bảo các quan hầu cận rằng: chấm ở trong cung ngự sưởi than thú, mặc áo hô cừu mà còn rét thế này. Huống chi những tù phạm giam trong ngục phải trói buộc, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, và lại có người xét hỏi chưa xong, gian ngay chưa rõ, nhỡ rét quá mà chết thì thật là thương lắm. Nói rồi vua truyền lấy chăn chiếu cho tù nằm, và mỗi ngày cho hai bữa ăn. Lại có một hôm, Thánh Tông ra ngự ở điện Thiên Khánh xét án, có Động Thiên công chúa đứng hầu bên cạnh. Thánh Tông chỉ vào công chúa mà bảo các quan rằng: lòng chấm yêu dân cũng như yêu con chấm vậy, hiềm vì chăm họ ngu dại, làm càn phải tội, chấm lấy làm thương lắm. Từ dày về sau tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi. Thánh Tông có nhân từ nên chăm họ mến phục, trong thời ông cai trị ít có việc giặc giã. Là người sùng Phật giáo, Thánh Tông đã xây cất nhiều chùa tháp, đúc chuông đồng lớn. Tuy vậy, ông còn rất chú trọng nho giáo. Năm 1070, vua cho làm văn miếu, đắp tượng thờ Khổng Tử, Chu Công, Tứ Phối, vẽ tượng Thất Thập Nhị Hiền, bốn mùa cúng tế, để mở mang nho học. Lý Thánh Tông có người vợ thứ là Nguyên Phi Ỷ Lan cũng nổi tiếng có tài trị nước. Nhà vua mụn con, không có thái tử giám quốc như các đời trước khi đi đánh giặc, nhưng việc chính sự được yên ổn nhờ tay Nguyên Phi Ỷ Lan. Phá Tống Bình Chiêm ổn định tình hình trong nước, Lý Thánh Tông chú trọng mở rộng cương thổ. Về việc binh, Thánh Tông đặt quân hiệu và chia ra làm tả hữu tiền hậu bốn bộ, hợp lại là 100 đội có lính kỵ và lính bắn đá. Còn những phiên binh thì lập ra thành đội riêng. Binh pháp thời Lý Thánh Tông có tiếng là giỏi. Nhà Tống cũng phải dụng tâm học cách tổ chức, phiên chế quân đội Đại Việt. Tháng 3 năm 1059, ông mang quân vào Khâm Châu nước Tống Diễu Võ Dương Oai khiến quân Tống phải nể sợ. Năm 1060, ông lại sai tướng trấn thủ Lạng Châu là Thân Thiệu Thái đánh quân Tống can thiệp ở biên giới, bắt được tướng nhà Tống là chỉ huy sứ Dương Bảo Tài. Tháng 7, quân Tống mấy lần phản công nhưng thất bại, phái Thị Lang Bộ lại là Dư Tĩnh sang điều đình. Phía Đại Việt, Thánh Tông cử Phí Gia Hậu đi hòa đàm, đối đãi với sứ Tống rất hậu nhưng cương quyết không trả tù binh Dương Bảo Tài. Nước Chiêm Thành phía Nam hay sang quấy nhiễu, năm 1069 vua Thánh Tông thân chinh đi đánh. Đánh lần đầu không thành công, bèn đem quân trở về. Đi nửa đường đến Châu Cư Liên, vua nghe thấy nhân dân khen bà Nguyên Phi ở nhà giám quốc, trong nước được yên trị, Thánh Tông nghĩ bụng: người đàn bà trị nước còn được như thế, mà mình đi đánh Chiêm Thành không thành công, thế ra đàn ông hèn lắm sao? Ông bèn đem quân trở lại, đánh bắt được vua Chiêm Thành là Chế Củ, Rudravarman III, Thánh Tông về triều, đổi niên hiệu là Thần Vũ. Chế Củ xin dâng đất Ba Châu là Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính để chuộc tội. Thánh Tông lấy Ba Châu ấy và cho Chế Củ về nước. Những châu ấy nay ở địa hạt các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Tuyên Hóa, Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình và huyện Bến Hải tỉnh Quảng Trị. Tháng Giêng, ngày Canh Dần, năm Nhâm Tý, tức ngày mùng 1 tháng 2 năm 1072, Lý Thánh Tông Băng Hà ở điện Hội Tiên, trị vì được 17 năm,
hưởng thọ 49 tuổi và được an táng ở Thọ Lăng. Thủy hiệu của ông là Ứng Thiên Sủng Nhân Trí Đạo Uy Khánh Long Tường Minh Văn Vệ Vũ Hiếu Đức Thánh Thần. Hoàng đế Thánh Tông mất, Thái tử Càn Đức mới 7 tuổi lên thay, tức là vua Lý Nhân Tông. Nhận định sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có lời nhận định về Lý Thánh Tông. Vua khéo kế thừa, thực lòng thương dân, trọng việc làm ruộng, thương kẻ bị hình, vỗ về thu phục người xa, đặt khoa bác sĩ, hậu lễ dưỡng liêm, sửa sang việc văn, phòng bị việc võ, trong nước yên tĩnh, xứng đáng là bậc vua tốt. Lý Thánh Tông là người kế tục xứng đáng cha và ông trong việc phát triển cơ nghiệp nhà Lý. Tận tụy công việc, thương dân, sửa sang chính trị, làm phương Bắc phải kiêng nể, phương Nam phải kính sợ. Hơn thế nữa, ông còn xứng đáng là vị vua mở đầu cho quốc hiệu Đại Việt hiển hách. Sự nghiệp của Lý Thánh Tông có 3 điểm nhấn lớn trong lịch sử Việt Nam mà đời sau còn nhắc đến nhiều lần. Nước Đại Việt, Văn Miếu và mở đất Ba Châu phía Nam. Nhà Lý tới thời ông trị vì đã hoàn toàn ổn định, vững chắc. Đất nước cường thịnh mà ông để lại cho Thái tử, dù còn ít tuổi nhưng vẫn được tiếp quản và kế tục không hề bị khủng hoảng nghiêng ngả. Đó là nhờ vào đội ngũ nhân sự có tài năng kiệt xuất trung thành, tận tụy như Nguyên Phi Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành. Những tên tuổi lớn trong lịch sử Việt Nam đã được chui rèn, thử thách dưới thời ông. Quốc hiệu Đại Việt tồn tại tổng cộng trong thời gian 723 năm, bắt đầu từ thời vua Lý Thánh Tông đến thời vua Gia Long, từ năm 1054 đến năm 1804. Tên gọi Đại Việt được dùng làm quốc hiệu trong thời kỳ cai trị của các chính quyền nhà Lý, nhà Trần, nhà Hậu Lê, nhà Mạc, nhà Tây Sơn và 3 năm đầu thời nhà Nguyễn, từ năm 1802 đến năm 1804. Trong quá trình này, tên gọi chính thức Đại Việt bị gián đoạn một lần ngắn ngủi 27 năm vào thời nhà Hồ và thời Thuộc Minh, từ năm 1400 đến năm 1427. Lịch sử Đại Việt đã xảy ra nhiều trận chiến chống ngoại xâm như chống quân Tống năm 1076, chống quân Nguyên Mông các năm 1258, 1285 và 1288, chống quân Minh từ năm 1418 đến năm 1428, chống quân Thanh năm 1789. Cũng có những thời kỳ đất nước bị chia cắt lâu dài, như Nam Bắc Triều từ năm 1533 đến năm 1592, phân tranh Trịnh Nguyễn từ năm 1627 đến năm 1786. Năm 1400, sau khi thay thế nhà Trần, Hồ Quý Ly, người sáng lập nhà Hồ, đã đổi quốc hiệu thành Đại Ngu. Năm 1407, nhà Minh xâm lược Đại Ngu và cai trị cho đến năm 1427. Năm 1428, sau khi giành độc lập, Lê Lợi đã lấy lại tên Đại Việt đặt làm quốc hiệu. Năm 1804, vua Gia Long đổi tên nước thành Việt Nam và sau đó là Đại Nam, quốc hiệu Đại Việt không được sử dụng nữa. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.